Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch đại đức, con kính bạch đại chúng, con có một câu hỏi ạ. Con bị yếu kém về cái mặt quản trị và tổ chức điều hành, vấn đề lãnh đạo nhân sự trong một tổ chức hoặc là một hoạt động tập thể ạ. Và cái cụ thể là cái cách tương tác với lại cái kết nối mọi người trong cái nhóm bọn con ạ. Có vấn đề ấy, thì cũng mong là đại đức chỉ dạy cho con. Tức là những cái mối quan hệ phải không? Dạ. Hay cảm ơn câu hỏi. Nếu như mà trong một buổi họp tất cả mọi người đang muốn nói lên tiếng nói của mình, thì trong đó thiếu một người có đủ khả năng tạo một không gian và ngồi lắng nghe tất cả những cái câu nói đó, câu chuyện đó, sự phản ứng đó mà lòng của họ không phản ứng, có khả năng làm gì đâu. Nếu trong một cuộc họp mà có một người điềm tĩnh, không có một chút nào phản ứng từ trong lòng nha, chứ không phải là giấu trong mà bên ngoài giả vờ, thì cái năng lượng của người đó tự động tỏa ra trong cuộc họp đó. Không có bao giờ mà tâm của mình không tác động ra bên ngoài. Hãy là một người mang sự có mặt và ánh sáng của chánh niệm đi vào trong bóng tối, và lúc nào mình cũng tác động về họ trên một cái xe, ai cũng nói chuyện lung tung, tự động mình ngồi rất thẳng lưng và mình mỉm với nụ cười với chính mình, hít thở, hai mươi người nói chuyện xong rồi, tự động họ biết không? Họ biết nên làm gì liền à. Còn nếu họ không biết nữa thì thôi khỏi nói luôn. Nhưng mà trong đầu họ biết không? Biết việc gì họ cần làm, phải không? Trong một mâm cơm ai cũng ngồi nói chuyện nằm rã như vậy, tự động có một người ngồi yên ăn trong chánh niệm, người mà có tỉnh thức, ta nhìn ta sẽ bước trước ta đấy. Đấy, chắc chắn như vậy. Người mà luôn cầu tiến học hỏi, có một hình ảnh gì đó đẹp, vững và tốt, lúc nào họ cũng bắt chước cái mà hơn họ ở trong hoàn cảnh đó. Nên hãy là một người mang cái năng lượng tỉnh thức và chánh niệm đi vào trong cuộc đời, đó gọi là tu tuệ đấy. Hay. Còn nữa, cái mối quan hệ bạn bè, vợ chồng, người thương người ghét, đó là cái nơi mà mình dụng công nhiều nhất. Một là lúc nào họ cũng tạt vô mặt mình một cái câu khen lên để cho mũi mình nở, cái tôi mình được đánh bóng. Hai, họ tạc một cái cách khác để cho mình rụi tàn, loại trừ, đau khổ vì cái tôi mình bị tiêu diệt. Nếu như mà mình sống cứ hai chiều lên xuống hoài với những cái con người như vậy thì sao? Đời mình tạo nghiệp tham và sân liên tục với những mối quan hệ đó, phải không? Cái tìm với người mình thích, cái người nói chuyện để mình liên minh lại và khen nhau, hoặc là chạy qua kia tránh đi, hoặc là ngồi bàn những cái câu mà cái phe kia, con người kia nói xấu với mình để thêm cái bực bội. Nếu như mà mình đem cái tâm của mình ra bên ngoài để phán xét, mình không bao giờ yên ổn. Ta chỉ cho con một cách yên ổn lòng, đó là đừng phán xét cuộc đời, tự động mọi thứ yên hết. Bí quyết là chỗ đó. Và coi những con người đó đem tới những mối quan hệ của mình là cái cách để mình hạ thủ công phu. Mỗi lần cái tôi mình mà được khen nổi lên, thấy nó đâu có gì nhiều hơn chính mình đâu, rồi nó cũng mất. Rồi mỗi lần ta chế, coi cái tôi mình bị đau khổ loại trừ, nhìn thấy nó. Tu tức là thấy cái tôi mình nổi lên. Và mỗi lần mình thấy mình thì sao? Mình là chủ nhân ông của mình. Còn mày không, người ta sẽ tiếp tục khen và chê, và mình lạc trôi vào trong tạo nghiệp mỗi ngày. Vấn đề là không có quan hệ tốt xấu gì chân. Vấn đề là mình dùng những mối quan hệ đó để mình làm lớn lên tỉnh thức của mình. Đừng có đi tìm sự hoàn hảo và bền vững trong bất kỳ một loại hình tướng, vật chất, sở hữu và mối quan hệ nào. Vô thường có nghĩa là gì? Vô thường là ta không thể tìm sự hoàn hảo và bền lâu trong những mối quan hệ. Tất cả rồi qua đi trong chớp nhoáng, và mọi thứ đều thay đổi sớm chiều. Ấy gọi là vô thường. Ta vẫn vui buồn với thế gian, nhưng ta biết rồi nó sẽ thay đổi. Đừng dính vào nó. Đừng bám vào một đối tượng, một mối quan hệ để tìm sự hoàn hảo và vững bền để cái tôi đau khổ, sợ hãi và cảm giác cô đơn của mình nương tựa lên. Mình sẽ thất vọng đấy. Tốt, nếu như mình muốn cần một người thầy tên đau khổ để dạy mình và cho mình biết trước đó mình có gì đó sai sai, cho nên bây giờ nó mới đau khổ. Nhưng nếu đã đau khổ đủ rồi, đừng có tiếp tục nương tựa vào bất kỳ một cái gì bên ngoài. Rồi mình sẽ là người than thở. Con nhé. Hay. Cảm ơn. Dạ, đúng.